Hi các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tingo, kênh YouTube chuyên về travel for an experience. Lâu lắm rồi tôi mới nói câu này, lâu lắm rồi tôi mới làm lại cái clip. Và cái location mà hôm nay Jen đến là Summer Crab. Nó nằm ở một đường, con đường ở Xuân Thủy, là 33B Xuân Thủy. Lâu lắm rồi không có lên clip cho nên nói chuyện nó hơi kiểu còn ngại ngại. Lâu lắm rồi mới lên TV mấy má ơi. Rồi, về vào quán ha. Đây có trên lầu nữa. Buôn mì thì đi vào trong trước rồi, nhưng mà thì anh muốn nghĩ qua cái lầu của mình tí xíu để ở trên đây chưa có gì hết, mới làm thôi. Xuống này, hôm nay có bút nè, có buôn mì ơi. Rồi coi, lâu lắm rồi mới lên clip mà chào hòa hợp và một người bạn mới. Bạn này tên Liên nha các bạn. Liên có bầu cho em à? Có rồi hả? Có rồi nha. Sao nãy giờ coi được gì không? Hả? Coi được, có chọn được món nào không? Nãy giờ mới có coi menu đâu. Em ơi, anh lần đầu tới đây á, cho nên em có thể tư vấn giúp anh không? Bye bye. Ngoan đi nha. Đây chắc là một cái clip đầu tiên official của Book từ khi ra đời. Bye bye. À đây con. À đây. Mặt nó hoang mang rồi. Sai. Xin chào anh chị. Món ăn bên em món chính hải sản ạ. À. Mấy món bên cốt ạ. À. Thì bên em hải sản lấy cốt rồi ạ. À. Có con cua, cà mau, ghẹ. Về em xuống ạ. À. Còn thường thường thì khách sẽ ăn theo combo luôn, nếu mình đi gia đình thì nó order nó dễ hơn. Đúng rồi. Sau khi mình chọn xong món á, hoặc là mình chọn combo thì mình ăn với số ạ. Cái signature ở đây là gì? Một cái món mà mọi người thường hay tới đây mà thích ăn là cái gì? Dạ, các combo này ạ. Các combo? À, dạ, đúng rồi. Còn mình thường là có thêm ở đây là món, các món nướng ạ. Món riêu, món nướng ạ. Còn khách nước ngoài á, đa số khách là ăn sẽ ăn cái này trước xong ăn combo. Tại vì mấy cái này nó hơi lâu chút ạ. Còn 20 phút mới có. Nhưng mà có thể ăn mấy cái món này đâu? Ở trước salad ạ. Salad. Rồi bên cốt là taco, taco cốt ạ. Sao đúng không ạ? Chắc mình cũng vậy đi ha. Cái nào tại vì anh cũng đang đói á, lấy cái miếng xào cua đi ha. Bên đây là luộc hấp có xốp, còn ở dưới đây là nướng. Ok rồi, chọn đi. Thì kêu nướng cái hấp mà kêu cái phần nhỏ thôi để đúng hai loại. Là mình kêu cả hai loại luôn, cả nướng cả hấp đúng không? Đúng rồi. Ok. Em ba người như vậy thì ăn cái nào nó sẽ hợp lý. Rồi thì mình ăn cái này đi ạ. Còn mình muốn kêu thêm cua thì đây có cái cua mình kêu. Vậy rồi, vậy chốt cái này với cái này. Được rồi. Cái này mình ăn với sốt gì ạ? Mình ăn cay được thì mình ăn sốt cho luôn là ngon. Mỗi một người thì được chọn bao nhiêu sốt em? Dạ thường thì sốt này sẽ tồn chung ở trong này. Còn mà mình muốn ăn mà không có cay á, mình ăn mấy cái sốt, hai cái sốt này xong mình để thêm một cái sốt ở ngoài cho nó cay rồi. Vậy đi. Em ăn cay được không? Được ạ. À. Ăn cay được thì chọn luôn cái sốt, cái xương. Bốc ăn cay được không? Rồi, cảm ơn em. Vâng, thưa các bạn, cái gì nó cũng có cái lý do của nó. Nhưng những lần trước thì khi mà Zen đến một cái location nào đó thì Zen đều nói cho các bạn cái lý do Zen đến đó. Chuyện là đây, cái vật này, bạn tôi. Chính xác là đứa em của tôi. Sao em? Tại bên em á, là cái miếng xào cua hết rồi. Miếng xào cua hết rồi hả? Ừ. Cái này chắc tại con nhỏ này nè. Ủa ông kêu mà không cười quá. Không, đi chung là nó cũng liên quan. Nếu như các bạn... Ông anh kia này kỹ lắm. Thôi vậy anh ăn chung với cái này là gì ạ? Ta có luôn. Ý anh không biết ta có là gì ạ? Ta có là cái vỏ bánh của Mexico anh. Nó có một cái bánh xò ghê chưa? Thôi cứ cho chị cái phần mì Ý có hải sản gì vậy. Chị vẫn cứ lấy cái tacos này đi để anh ăn thử với cả mì Ý mà. Giờ là mình ăn 4 cái tacos khác nhau hả? Nên nhiều đi. Rồi lấy 4 tacos cũng được. Khác nhau với là một cái mì Ý hải sản. Ok. Đúng thì vậy. Tới những cái nơi xịn sò thì các bạn sẽ được mở mang thêm kiến thức. Ví dụ như tôi cũng biết tacos là gì hết. Mày biết không? Ông này là chuyên đồ Việt, không
Ờ à, đúng rồi. Trời dân ăn hủ tiếu gõ mà mấy má ơi. Tôi rất thích ăn hủ tiếu gõ. Đó, quay trở lại vấn đề tại sao lại vào cái chỗ này ha. Thì nhân một cái ngày đó nhắn tin với em Liên hỏi thăm ngày dạo này sao, tại vì bạn bè cũng nhiều cũng tương phải tương tác chứ. Nó nói có câu gì, cái gì cỏ dại rồi người dân này quên rồi, đường không đi đường một cỏ dại, người không có lại thành người dân. Đó, chính xác. Ủa, là vậy. Cỏ thơ dữ lắm. Lâu lâu mới làm clip lại lên TV nó phải khác một tí xíu. Đó thì nói chuyện qua lại mặt hồ thì có cái hẹn. Rồi khi mà có cái hẹn rồi thì bạn Liên đang làm ở một cái công ty, và công ty này có một cái app khá là hay ho. Bạn cũng giới thiệu với Jen, nói nếu được anh review cho em đi. Đó thì em đang làm marketing cho cái app này. Ok, mình tải về mình trải nghiệm thì mình thấy là cũng được. Nói thì phải đem nó ra chứ. Nó tên là Save, tôi mới đọc đúng nha. Nó có viết là SAV đi nhắn U Save. Đây, Save. Một lát nữa xin sẽ chụp cái màn hình lên cho các bạn đọc đúng không? Save. Đó, Save. Thì đây là một cái ứng dụng nó chuyên về đồ ăn, nhưng không phải là để các bạn book như là Grab hay là ấy đâu nha. Tức là nó sẽ list ra những cái nhà hàng, những cái quán cà phê, nói chung là những quán ăn, quán uống có trong cái hệ thống của nó. Rồi nó sẽ có những cái khuyến mãi và những cái discount dành riêng. Rồi nó được tích điểm nữa. Nói chung là Gen chỉ mới trải nghiệm được một hai ngày, nó không có rành. Thì để thêm một lát nữa vừa ăn rồi vừa hỏi bé Liên nhiều hơn. Đấy, một nhân vật cái bên cũng đang có cái nhìn kêu đồ ăn như cho anh bé không chị? Nó em bé có đồ ăn chứ phải cho nó ăn trước rồi mới đi á. Hơi do mà các bạn sẽ được cho một cái dĩa để ăn nè, rồi một cái này để chuẩn vô cổ nè, rồi cái bao tay nè, mấy xịn sò chả nhớ Thái. Nhớ Thái không? Của mình nhớ Thái món này nè. Ăn cái đó, cái món đó gọi là cái gì, đổ ra một cái đống luôn á, xong rồi cái thì chút bóc nữa cũng đổ ra. Ê, tại cái giấy này nè, cái đổ ra. Ờ, phải đúng không ta? Không biết có đổ. Nếu mà đổ ra thì để làm gì? Chắc không đâu. Nhưng mà thường mấy quán có giấy này đổ, đổ ra phong tay lắm. Thì mà thì nó chảy kiểu này nè. Hai các bạn, mới rồi các bạn. Thật vậy. Giới thiệu về cái app chưa? Ý là app từ, này từ từ trời ơi, giới thiệu app nôn chứ, giới thiệu app để nói về cái chuyện cái clip đó. Thật ra thì các bạn nếu mà theo đúng với cái trình tự á thì các bạn sẽ được coi cái clip Gen đi đám cưới của phó chủ tịch Hòa trước đó. Mà cái clip đó nó dài quá, tôi rất là lười edit đó. Thường thì các bạn biết là những cái chuyến đi dài của Gen mà nó nhiều ngày á thì Gen edit rất là lâu, nhưng mà với những cái location mà ngắn á như vậy á thì mình sẽ làm rất là nhanh. Chính vì vậy cho nên các bạn sẽ coi cái clip này trước cái chuyến cái cuộc vui, cái cuộc đám cưới của Hòa. Ở đám cưới hồi tháng 7 năm ngoái đúng không ta? Tháng 7. Hòa nó coi clip này xong ờ chắc buồn lắm. Nó cặt chủ tịch à, chủ tịch mà có coi clip này của anh thì cũng bỏ qua nha, tại vì clip này nó ngắn, nó dễ dựng, ok em hiểu không? Đó, chuyến của em nó dài quá nên từ từ. Ủa app này là của nước ngoài hả hay là của Việt Nam nhá? Của Việt Nam hả? Tại vì bây giờ chị là các bạn team IT là người Việt, và developer cái app đó. Còn founder là người Pháp ạ. Founder là người Pháp sống ở Việt Nam đúng rồi. À, lựa chọn Việt Nam là cái thị trường đầu tiên để phát triển cái app. Trẻ không? Có bồ chưa? Có bồ chưa? Đẹp trai không? Ừ. Biết đâu hả? Đúng rồi, để lát nữa vệ sinh bé Liên, cái hình xếp của Liên đưa lên cái clip, biết đâu hả? Biết đâu ứng dụng tao mầm luôn. Xài app tích cực là được có cơ hội gặp chủ rồi. Bên em hay làm mấy chương trình cho người dùng kiểu như là top user á. À, người dùng mà dùng app nhiều nhất là bên em hay có chương trình á. Ví dụ là chương trình tháng 1
em nhớ là tháng 1 đúng rồi, có làm một cái bữa tối á, cho top user. À, dễ thương lắm. Bữa tối cho top user. Bữa tối á. Là những cái người nào mà thường sử dụng sẽ được mời đi ăn. Đúng rồi, mọi người sẽ được mời đi ăn. Ờ, may mắn nghe chưa, trời ơi. Những người ham thích ăn uống đâu rồi, xuất sắc thiệt. Bữa nay Liên mời mình, Liên mời Jen. Mình nghĩ sao làm chương trình mời user mà không mời Jen sao được. Kêu thoải mái đi. Rồi, để mà tiện hơn cho các bạn khi mà sử dụng cái app á, thì Jen thì Jen giải thích cũng được nhưng mà nó không có chuyên sâu. Còn đây là một cái người làm trong cái ứng dụng đó, phát triển những ứng dụng đó nè. Thì để bạn giải thích hơn để mà các bạn hiểu hơn ha. Mời Liên. Ok. Thì với cái ứng dụng Saveview này á, mọi người khi mà mọi người tới các cửa hàng trong ứng dụng của Saveview thì tất cả mọi người, hầu như là tất cả các cửa hàng thì mọi người có thể sử dụng cái hình thức là tích thưởng. Tích thưởng ở đây có nghĩa là mọi người trả bằng tiền mặt bình thường cho một cái hóa đơn. Sau đó thì tại mỗi cửa hàng á, cho hóa đơn tích thưởng đầu tiên mọi người sẽ tích được 50%. Ví dụ như hôm nay mình tới Summer Crab chẳng hạn. À, đây là lần đầu tiên Jen đến đây thì Jen sẽ được tích 50% tiền thưởng. Rồi, nhưng mà mình tích thưởng mình cứ trả một hóa đơn bình thường á, mọi người trả một hóa đơn tiền mặt bình thường hoặc là trả bằng thẻ bình thường xong rồi mọi người sẽ được tích thưởng. Ví dụ như ở cửa hàng Summer Crab nè, để có tên Summer Crab nè. Ok. Thì ví dụ như ở Summer Crab thì đầu tiên thì mọi người sẽ tích được 100.000 cho cái hóa đơn, cho cái 50% đầu tiên. Xong sau đó những cái lần tiếp theo nếu như mọi người vẫn muốn tích thưởng nữa thì mọi người sẽ tích được 10% trên hóa đơn. Tức là cái lần thứ hai khi mà các bạn tới đây thì các bạn sẽ được tích lại 10%. Đúng rồi, đúng rồi. Cái 50% đó là tính theo cửa nhà hàng hả? Có nghĩa là qua nhà hàng khác thì chị lần đầu là chị được 50%. Đúng rồi, chị vẫn được 50% nữa. Nhưng mà mỗi một cửa hàng thì họ sẽ có một cái mức gọi là cái mức giới hạn cho cái 50% á. Ví dụ như ở Summer Crab là 100.000. Có những cửa hàng khác thì sẽ nhiều hơn. Em ví dụ đúng rồi, ví dụ như Greyhound này chẳng hạn là ở trên quận nhất á, đấy đâu đúng rồi, là 300.000. Có những cửa hàng ví dụ mọi người mà thích ăn healthy mà vẫn được nhận nhiều tiền thì ví dụ như Summer Crab, à em xin lỗi không phải Summer Crab, Salad Stop này, Salad Stop 500.000, tích lên đến 500.000 luôn nè. Đó thì hai cái hình thức tích thưởng này thì mình có thể tích thưởng lần đầu tiên là được 50%, còn các lần tiếp theo thì là 10% hoặc là 15% tùy từng cửa hàng, được chưa? Rồi ví dụ như sau khi mọi người tích thưởng nhiều lần rồi á thì cái số tiền tích thưởng nó sẽ thể hiện ở đây. Đó, nó sẽ thể hiện ở đây. Nó thể hiện ở chỗ này. Thì giả sử đi, ví dụ như em hôm nay sẽ tích, hôm nay anh Gen sẽ tích ở... ăn 10 triệu lần, tôi ăn 10 triệu lần. Bữa nay tôi ăn 10 triệu lần. Hôm nay anh Gen sẽ tích được đúng không? Tại cửa hàng Summer Crab thì nó sẽ hiện lên đây. Ví dụ lần sau anh đi ăn ở một cửa hàng khác nó cũng sẽ thể hiện lên là tức là được bao nhiêu tiền. Nó cộng dồn lại, đúng rồi. Giả sử đi, cái tài khoản Saveview này á của anh có lên đến 1 triệu Saveview đô la. Saveview đô la là cái cách gọi đơn vị tiền tệ của bên em ở trong ứng dụng á. Thì giả sử có 1 triệu Saveview đô la đi thì mình tới một cửa hàng khác mà mình nằm không trong có hệ thống muốn của cái app này. Đúng rồi, trong hệ thống rồi mà mình không có muốn trả tiền mặt nữa, mình không muốn tích thưởng nữa thì mình có thể trả bằng điểm thưởng. Thì cái phần điểm thưởng đó coi như là mình sẽ... Các bạn có thể hiểu là tới ăn mà lỡ nhưng không có tiền có thể lấy cái này trả được. Nhưng mà ví dụ như là trả một phần được không? Kiểu như là chị trả nửa tiền mặt nữa. Tùy từng cửa hàng sẽ đồng ý cho mình trả tiền mặt hay không. Có thể họ đồng ý tách bill cho mình hay không ạ. Nhưng mà đa phần thì là nếu như mà nó không... Họ có thể hoàn toàn... Đa phần các cửa hàng của bên em thì họ sẽ đồng ý là tách cái hóa đơn ra cho mình. Để ví dụ như là một hóa đơn mà mình trả bằng tiền mặt của mình chẳng hạn. Để tích thưởng, còn một hóa đơn thì mình trả bằng cái số điểm thưởng mà mình đã có. À, là nếu mà mình dùng cái điểm thưởng này để mình trả thì mình không được tích điểm cho cái bill đó đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nếu như mà đã trả bằng điểm thưởng rồi thì sẽ không được tích thưởng nữa. Không như bà quê tôi đây. Thiệt luôn. Rồi. Rồi. Còn có thêm một cái nữa, ví dụ như mà mọi người thích mua ưu đãi á thì nhiều khi mọi người tới các cửa hàng á hoặc trước khi tới chẳng hạn, mọi người có thể xem những cái ưu đãi mà có sẵn tại cái cửa hàng mà mình muốn tới. Thì có rất là nhiều cửa hàng nó ưu đãi lên đến 40-50% chẳng hạn. Có những chương trình mà marketing thì giữa Saveview với cả cửa hàng đối tác á thì nó có thể lên đến 75% tùy từng chương trình. Thì những cái phần này mình vừa được giảm giá rồi
mình cũng được tích thưởng luôn nếu như mình không mua bằng điểm thưởng. Ví dụ ở đây cái hình thức tích thưởng này, hình thức mua voucher đi bằng Sevirola là cái điểm thưởng này, thì cũng tương tự mua bằng điểm thưởng thì sẽ không được tích thưởng nữa, còn mua bằng các hình thức khác thì vẫn được tích thưởng, ít nhất là 10% mỗi tuần ạ. Em thấy cái này nó tiện được cái là mình trả tiền mặt được á, tại vì sợ nhiều app á, em sợ cái vấn đề gọi là bảo mật thông tin á, mình có nhiều app nó đòi mình phải liên kết với tài khoản ngân hàng rồi này kia. Được cái là cái này là tiện, cái này thì ví dụ như mấy cô chú hay anh chị ở nước ngoài về vẫn sử dụng được. Đúng rồi, không cần phải đòi hỏi phải có tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, tiện được cái tiện vậy. Ok, cho em mượn thôi, em tìm nhược điểm. Ánh sao nhược điểm thật đặt ra máy đi đâu mà tìm một phút 30 giây vậy má, để tốn pin để từ tìm ra đi quay. Thật ra thì cái hạn chế của cái app thì trên dùng thì em cũng cảm nhận được rồi, nhưng mà thôi để bà tìm đi rồi bà nói gì để mình nói sau. Cái này là cái món đầu tiên đúng không? Tacos, đúng rồi. Tacos. Thì đây là món gì? Quán cái này anh ăn rồi nhưng mà tại vì anh không biết tên của nó thôi. Trời ơi, tưởng đâu lạ lắm. Tao là Tacos. Ở đây có 4 vị đó. Em vừa gọi đúng theo thứ tự luôn. Đây là gì ta? Tôm, cua, bò và cá. Cái này nó có mã giới thiệu này, mình chia sẻ cho bạn bè. Đúng rồi ạ, để em nói thêm về cái phần mã giới thiệu này nè. Reference đúng không? Đúng rồi, reference đó. Thì với cái chương trình referral này của bên em á, thì khi mà em giả sử nha, em sử dụng cái mã giới thiệu của em giới thiệu cho anh Gen nhập cái mã giới thiệu đó vào khi mà đăng nhập vào trong app á, thì khi mà anh Gen có giao dịch trên 100.000, miễn là có giao dịch trên 100.000 trong hệ thống là được, là em nhận được 100.000 CV của anh. 100.000 mà được bao nhiêu lần? Cứ bao nhiêu người chị mời được thì là là tính là lần đầu một lần thôi. Không như bà quê tôi đây. Ví dụ như là em mời anh Gen xong em mời chị nữa đi, chị cũng có giao dịch trên 100.000 á, thì là em được tổng là 200.000 đó. Ví dụ mời được 10 người thì được 1 triệu đó. Ok. Làm giàu không có. Đúng rồi, làm giàu không có. Tại cái phần này á, cái phần mà đang nhập mã gì? Gen sẽ để cái mã của Gen ở dưới cái phần mô tả video. Nếu mà các bạn thích cái app này bấm vô tải thì để cái mã này nha. Đúng rồi á. Thật kiệt á. Kiếm tả sổ cho con mấy bạn ơi, khó khăn lắm, cuộc sống bây giờ nó vất vả lắm. Hay ghê. Đây, mấy cái gì? Ồ, mì cộng nhỏ vậy là anh ăn được. Tại vì anh không thích ăn cộng bự thôi. Chị sẽ dùng cái này trước đi. Nha. Có cắt ra được không ta? Thôi, tụi anh nguyên miếng. Không, anh hàm phàm phu tục tử lắm em. Anh muốn vậy hả? Không có cắt gì đó. Nước sốt. Em có cái cắt này không? Dạ không, chị ăn. Đúng rồi, cứ lấy cái chị muốn cái nào chị cứ lấy em, trước ạ. Em ăn trước đi, chị nào ăn được rồi. Đúng rồi, em cứ thoải mái đi nha. Em lấy cái cá chị mặc rồi chị không. Bốt cân tôi chưa? Cái này rắc lên đây đúng không? Dạ, cái này rắc lên đó. Hả? Rồi sao nữa? Mình lạnh chanh nữa thôi. Tại em thích ngậm chanh thôi. Ngon quá à. Dạ. Nếu gì cho con bút. Em có cái chén mụn này. Nó nguội nhỉ. Cái món này không khách nguội hả? Cái này thì ăn tại vì rau sống á. Không mà, ý là nó nguội tức là nó không nóng á. Tức là cái phong cách nó vậy. Tôi thì thích đồ nóng. Chắc mấy món tay này để cho bà bún mì nhận xéo quá. Tôi mà nhận xéo cho tôi chơi á. Cái riêng nè. Duy không nhận xét được. Bà Liên rủ tới đây ăn, nó ở đây ngon lắm. Tiêu nhảy đó chị cho. Đúng rồi. Ok. Nhưng mà sao nhỉ? Do là Jane không có thích những cái món Âu á, cho nên chấp tiệm không cao đâu. Giờ tôi không thích nha, chứ không phải là do nó dở nha. Này, nếu mà một miếng mà các bạn thấy nó bự quá, muốn nó thư thái hơn
thì các bạn sẽ cắt đôi ra. Ờ gì? Cái gì? Để chú làm. Ờ mẹ. Xin sẽ thử cái mì ý. Hồi nãy trong tí tưởng tượng lúc mà mình kêu á thì nghĩ là cái cọng mì nó sẽ bự lắm, nhưng mà cái cọng mì này nó không bự lắm mà nó cũng nhỏ nhỏ á, thì mình sẽ ăn được. Đây, cái cọng như thế này. Đây. Okay. Cười. Này nóng rồi. Nóng rồi. Nóng. Gọi là cái con gì tự nhiên quên tên rồi. Con bèm. À con bèm đúng rồi. Tụi nó tồi. Mật thì cũng ok. Để thử tôm ví dụ. Em coi ở trên đi vô quán này thấy review cũng cao, chấm điểm cũng cao. Dạ hả? Phút đi review điểm cao. Các bạn biết đó, foodie địa điểm ăn uống là những cái luôn những cái không phải là cái nó review mà là khách ăn à, mà khách là khách đều ok, như là anh đặt món hiểu không, anh đặt món thông qua foodie hiểu. Thử tôm coi mà không ăn thử nó quẩy của thấm tháo ra rồi đó hả. Em tự nhiên đi nhiêu đi. Em đi ăn như vậy mà không tự nhiên là một điều rất sai lầm. Ờ, đúng rồi. Tâm tôi nè. Có bao tay nhưng mà Jin không thích dùng. Giận thích ăn. Hủ tiếu cỏ. Cái mày mình đụng vô thức ăn đó thì nó sẽ phải không? Để cái món một cái thố này, xem cái này, đây là bèm thôi. Anh nghĩ sao? Nhớ. Lại nhớ Thái. Chợ đêm. Tại vì cái hôm cái đợt mà anh đi Thái á, đi chợ đêm cái cũng có mấy cái chỗ bán gì nè, đổ ra một đống luôn. Cái ngồi đó bóp ăn. Hình như nãy lúc đem ra là nóng đúng không? Nhưng mà bị hơi ngủ ngủ rồi. À cái này nóng nè. À, hơi thẳng nóng nó vẫn ngon không? Chuẩn bị ăn con tôm hùm đất. Đây là lần đầu tiên Jin ăn con này luôn á. Bố mẹ ăn chưa? Ủa giờ ở Thái có con này không ta? Không. Hình như ăn rồi, giờ đi chanh mai nó ăn rồi. Không. Giờ em kêu đi khách sạn. Thiệt. Tôm thôi hả? Cái lộn con tôm bình thường á. Cái con này cũng bình thường, đâu có gì đặc sắc đâu ta. Chưa ăn thì thấy hấp dẫn, rồi, ăn rồi ăn. Thấy cũng bình thường. Rồi lộn ăn vui vui. Nhưng mà nó không có nhiều vị quá á. Đúng rồi. Cái... Ủa nhiều vị là gì? Ý em là gì? Nó giống em đang nói về con tôm đó đúng không? Đúng rồi, em expect là nó sẽ giống như một con tôm bình thường á. Ờ. Nhưng mà nó không có giống. Đúng rồi, nó thấy nó nhạt nhẽo sao á, giống như bạn đang nói chuyện với một người không có muối vậy đó. Nhưng mà mấy cái còn lại hiểu quá. Tốt đâu. Hả? Tốt không? Ừ, tốt rồi mẹ. Rất là chu đáo như mọi người, Jin vừa được bạn nhân viên thay cho cái dĩa ăn nè. Thì thấy rác ở đây á, tôi không biết là lúc đông có được vậy không. Nhưng mà hiện tại trong bán của mình bàn này rất là vui ghê. Sao nay ăn được? Được. Mấy điểm? Chấm nó rõ ràng. 8 điểm nè. Gì cao vậy má? Cái sốt ngon mà. Thì nước sốt ngon nhưng mà tôi thấy cũng đâu đến nỗi tới 8 điểm rồi trời. Chứ không mấy điểm. Chấm 6 rưỡi là lý. Liên chấm mấy điểm em? 9 điểm. Một fan của đồ Âu cho hay. À, bộ người ta là người Mỹ. Chết.
Tại sao lại? Nó giỡn này nha. Đón này. Trúng đâu trúng. Rồi, dân trẻ ăn món nướng. Ừ. Thế hả? Nói chung là nó chỉ còn ấm ấm á, không còn nóng. Nên cũng ừ. À, bẹp nóng mà. Rồi. Quá cười. Sao con này ngon quá vậy? Nãy giờ ăn biết bao nhiêu con mẹ nó, con này ngon quá vậy? Nó có hành. Quên, em bỏ cái hành rồi cái gì nữa trong trong con này nè. Là cái hồi bếp nó được rồi. Khó quá, thôi bỏ qua. Nếu em hỏi được thì em cho anh thông tin. Cái mùi hành nó thơm nha. Hành. Ừ rồi, biết rồi, bé biết rồi. Vâng thưa các bạn, nãy giờ thì các bạn cũng đã nghe đến cái giới thiệu về app cũng như là nhận xét về những cái món ăn ở đây. Thì Jin sẽ quay lại cái vấn đề app tí xíu để mà đưa cho các bạn cái cảm một cái nhìn nó rộng hơn tí xíu. Nãy giờ nói ưu điểm, bây giờ tôi nói nhược điểm nè. Thì nhìn chung á, cái hệ Jin thấy là cái hệ sinh thái của nó vẫn còn ít. Nhưng mà tuy là ít như vậy nhưng mà nó khá là chất lượng. Chất lượng ở đây là tại sao những cái quán á, tôi nhìn vô á, toàn đọc tiếng Tây không à, quán xịn không à, nào là BT Sài Gòn rồi me kêu chữ này đọc sao em? Đọc sao? Marcel Go Burger đó, kiểu gì đó, ruộng búp and hấp, like giữa ta với Tây. Và khi mà bấm vào coi cái menu á thì các bạn cũng thấy là rất là xịn sò, rồi những cái hình ảnh á, hình ảnh mà nó show ở đây nè cũng xịn sò luôn đó. Thì cái app này nó có phần đánh giá không? Hiện tại là chưa có phần đánh giá. Đó là cũng là một cái đánh giá thì nó sẽ ok hơn, tại cái hạn chế nữa. Chị chưa có coi app nhưng mà chị coi trên web. Thì ví dụ như lúc mà chị lựa món á, lúc chị lựa quán á thì chị kiểu như chị thấy nhiều tên á, chị sẽ không biết được là cái nào là cái nào. Thì chị nhấn vô mà nó có thể liên qua được một cái website hoặc một cái Facebook của cái đánh giá đó thì cho user đánh giá nhưng mà ý là cái thông tin của cái nhà hàng đó nó cũng hơi ít đó. Ví dụ như chị muốn biết về cái nhà hàng đó thì chị phải lên Google, chị làm một cái bước nữa là chị search chứ nó không có link thẳng qua, ví dụ như link thẳng qua Facebook hoặc link Google thẳng qua website. Em có link thẳng qua đó có link thẳng qua mà có thể là vẫn chưa được nhiều thông tin cho khách hàng. Mình khách hàng thấy để đây ví dụ như ở đây nhá, đây thì thấy này, nó có link là Facebook ở điện hoặc là có menu luôn trong một cửa hàng như vậy thì có thể là vẫn đang ít thông tin quá hoặc là chưa có để cho khách hàng có thể là do chị coi trên app nên ở trên web nên có phải chị không để ý như vậy cho là bả review rồi cũng đi thêm chi tiết riết và quen mà. Mà đúng rồi, công nhận thông tin ít thiệt kiểu vậy đó. Thì đó là một số hạn chế của cái ứng dụng. Em muốn lên coi kiếm coi cái quán nào, tại vô thì nhìn thấy hình ảnh quán nào cũng đẹp lắm nhưng mà cũng chưa biết chất lượng như thế nào. Bên em cũng đang dần dần phát triển thêm cái đó, cái phần mà cho khách hàng review. Nói chung họ có thể tới cửa hàng họ ăn xong rồi họ review luôn. Nhưng mà bên em chưa có cái gọi là cái viết bài đánh giá về cửa hàng của công ty viết cũng chưa có trên đó luôn. Trên Facebook có rất là nhiều á. Ngoài cái việc là viết bài đánh giá ra thì bên em có làm bài làm review á, giống như cái TikTok video ấy, chỉ những cái video ngắn 1 phút thôi thì các bạn sẽ tới trải nghiệm cửa hàng giống như mình đang trải nghiệm đây, nhưng các bạn làm thì trong vòng 1 phút rồi bên em sẽ đăng những cái clip đó lên TikTok và lên Facebook. Thì khách hàng họ cũng có thể nhìn vào đó, họ thấy rằng là cái cửa hàng là phù hợp. Nhưng mà nó lại không có ở trên app đúng không? Đúng rồi, nó không có ở trên app, mới chỉ là có đăng ở trên Facebook thôi. Tại chị nghĩ là nếu mà gom được ở trên đó, chị chỉ cần vào, ví dụ chị bấm vào cái cửa hàng đó là chị sẽ có đủ hết tất cả các thông tin để chị ra được quyết định là chị có nên ghé em cái cửa hàng đó hay không thì nó sẽ ok. Thì bên em cũng đang phát triển thêm những cái tính năng vậy á.
cho khách hàng đỡ phải quay qua quay lại nhiều nhiều nơi. Đi bút bà với con ra quán cà phê ngồi nói chuyện đi. Hiện tại thì app mình có bao nhiêu người dùng, số lượng người dùng em? Số lượng người dùng hiện tại là trên 20.000 người dùng. Trên 20.000. Nhưng mà hình như là chỉ mới ở Hồ Chí Minh thôi chứ không? Đúng rồi, hiện tại là bên em đang chỉ thực hiện ở trong Hồ Chí Minh thôi. Mà bên em có thống kê được là cái đối tượng sử dụng trong là như thế nào không? Thì người đối tượng sử dụng thì chủ yếu là những cái người trẻ chị, ví dụ như ở cái tuổi mà 23 trở lên, người bắt đầu đi làm rồi, họ một có nói như tán vô mặt em. Tiếp đẹp không ấy. Đối tượng người dùng là trẻ. Ấy là ông tự nhận ông già 25 tuổi trở lên. Mà vẫn trẻ mà. Trời ơi vẫn được đánh giá 40 rồi. Tào lao. Tập giết. Tại sao? Thì mấy những cái người đó họ khá là trendy ấy chị. Họ thích sử dụng app này rồi họ cũng kê, một phần là do Covid ấy, nhưng nhiều người cũng kê hơn đến cái tích thưởng xin mời họ. Tại vì cái phần trả bằng cái phần tích thưởng được á, là tích thưởng mà tương đương với giá trị tiền mặt luôn. Một lần tích được vài trăm ngàn, hoặc là nếu như giả sử tích 10% đi một bữa ăn bình thường cũng tích được khoảng 20.000 chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì những cái lần nó gộp lại á, họ có thể tới một nơi nào đó mà họ có thể tiêu được cái số tiền mà họ đã tích được, thì coi như một món ăn không cần phải bỏ tiền. Cũng khá là nhiều khe đi cái này. Nhưng mà bên đây cũng hay lắm nha, có nhiều cô lớn tuổi cũng thích sử dụng. Nhiều cô lớn tuổi á, cô cũng thích sử dụng. Thì thường là người lớn tuổi nè, rồi trẻ là những cái đối tượng trẻ là đối tượng nhiều đối tượng hay tiết kiệm, còn kiểu ba mấy bắt đầu thành đạt được chút thì hay thích xài tiền. Mình cũng tích thưởng á chị, có nhiều người. Mình cũng ba mấy rồi mà mình chưa thành đạt, mình còn ăn đôi túi bỏ nha. Kém quá mà. Gọi là cũng là do cửa hàng đó, ý là cái điểm cạnh tranh của cái app của mình là do cái cửa hàng nó ok, chất lượng cửa hàng ok. Cái này cái cạnh tranh này em nghĩ là do cái model trước tiên á, cái model này model tích thưởng á. Còn những cái model cashback thì họ có thể mất nhiều thời gian hơn để có cashback, hoặc là nó giảm giá. Hoặc ví dụ như những cái lớn như của Now, Foodie thì nó chỉ lấy giảm giá với cả nó lấy cái delivery thôi. Còn ở đây là cái phần cashback cho khách mà khách sử dụng trong hệ thống luôn. Hoặc nhưng mà cũng giống như chị nói, chị sợ là kiểu như những cái app khác nó bắt chị phải link cái ngân hàng của chị qua. Thì cái này bên em mình không hề link, không có link cái gì hết, mình chỉ trả tiền bình thường tại một cửa hàng thôi, xong rồi tích cực tiền thưởng. Nó cũng an toàn hơn cho người dùng. Nếu như mà mình lo về cái vấn đề mà bảo mật của mình á. Không có ti, có cái núng ti ạ? Có chứ. Không, cái cho cái đó chị. Cho cái nắp. À, bú á hả? Không, không biết bú. Nắp chữ bú. Vậy hả? Đất mình ngủ vậy đó. Thế là mẹ cực hơn rồi. Đúng rồi. Một ngày 6 cử đó, ngồi đốt mà muốn cầm luôn á. Thuê thích việc á, để chị làm á. Mà vô những việc sợ quá, chạy luôn. Trời ơi con ơi. Con á. Ngồi cầm lưng tốt vậy nè, xong hồi nó chỉ cần mẹ một cái thôi là không tốt lại từ đầu. Ủa trời ơi. Lần đầu tiên em thấy bạn nào mà không có biết đi á. Là từ nhỏ nó không thấy rồi ạ. Tầm 4 tháng là nó bắt đầu bỏ. Nghĩa là bình thường là một bình vậy nó bú khoảng 1.6-1.7 đúng không? Tự nhiên tới hơi bỏ. Nó bú có 30. Do là fan của cuộc Cà Mau nên nhìn rất là dễ nhận xét cái này. Cũng không đến nổi, không có tầm được 6 điểm. Này cũng nhiều quán đó, nhưng mà không biết cái cảm giác như là như thế nào nữa mà chị ra đó. Hồi nãy nó bự lắm. Tập lên cho đây. Được rồi, dịch rồi. Nhưng mà cái chất lượng thịt đó, cũng gọi là ôm ổn, chứ không đến nỗi là nó quá bở, ăn được. Công đoạn cuối cùng xong xuôi non nê rồi, 1959.
Thấy chưa ta? À rõ kìa. Đáng nữa Jane sẽ chụp hình lại. Thì nhìn chung là rất là no. Và tổng quát thì nãy giờ ấn tượng cái món đó là món gì quên rồi. Tôi thích, không, tôi biết cái con đó nhưng mà cái món à, cái combo nướng có con vẹm, có hành tây rất là ngon. Đó, thì ấn tượng nhất là cái món đó. Cái món mà ít ấn tượng nhất là cái món tôm hùm đất. Lần đầu tiên ăn tôm hùm đất thật sự nó để lại cho tôi một cái nhiều điều hụt hẫng. Tôi thấy nó không có gì ngon hết rồi, không có gì hấp dẫn hết trơn hết trọi luôn. Bản chất của con tôm à, bố mày vừa nói là bản chất của con tôm hùm đất nó không có ngon. Ừ, ok đấy, thì nếu như bạn hay là ai đó đang bị hấp dẫn bởi màu đỏ của tôm hùm đất thì cá nhân Gen nhận thấy là nó không ngon à, nó bình thường này, không bị hấp dẫn. Có con vẹm ngon nha, con vẹm. À, bây giờ Gen sẽ sử dụng cái app này để tích điểm, thì các cái bước nó tiến hành như sau. Đầu tiên là các bạn mở vô app này, rồi bấm vô tích thưởng ha. Rồi các bạn sẽ gõ cái số tiền trên cái bill. Ở đây là 1, 9, 5, 9, 5, 1, 2, 3 nè. Đúng rồi. Rồi bấm xác nhận. Nó sẽ ra một cái mã QR code. Đó, sau đó là bạn nhân viên sẽ quét cái code đó để xác nhận. Hay là bạn muốn ghé lấy cũng được. Ừ, rồi, đó. Thì bạn đã bấm xác nhận cái nữa là xong. Vậy là chúng ta đã tích được điểm cho cái phần ăn ở cái nhà hàng này. Đó. Rồi và cái phần điểm mà các bạn tích đó thì các bạn đi qua nhiều nhà hàng, các bạn tích được nhiều điểm. Rồi đến một cái nhà hàng thứ N nào đó mà cái số tiền mà bạn tích được trong cái app này nè, tầm mấy trăm và mấy triệu thì các bạn có thể không trả bằng tiền mặt, mà các bạn sẽ trả trực tiếp bằng cái số điểm mà bạn tích trong cái app này. Rất là tiết kiệm luôn. Dạ. À, nếu như bạn có yêu cầu quá đơn đỏ thì ở đây không có quá đơn đỏ nha. Một thông tin thêm để các bạn nắm. Thôi, vậy là xong cái location này. Bạn đã ăn ở Simple Crab chưa? Bạn đã sử dụng cái ứng dụng Say You chưa? Nếu rồi thì hãy comment cho Jen biết ý kiến của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tiếp sau. Sẽ cố gắng sớm nhất có thể. Bye bye.